Vâng, hôm nay có hội chợ nông sản Vịnh Bắc Bộ ở sân vận động Sơn Tây, cho nên là chợ hoa cây cảnh của bà con chúng ta được di chuyển ra ven bờ hồ thành cổ Sơn Tây. Và Đỗ Sinh đi dạo chợ lấy một số những cái hình ảnh, những cái hàng bonsai để giới thiệu giao lưu với anh em. Đi tiếp đi. Có mỗi một gian hàng cây nghệ thuật thôi. Ồ, cái tường vi này đẹp thế nhỉ các bác. Tường vi nhiều màu đấy bác. Tường vi nhiều màu. Rất đỏ đẹp này. Nhiều màu. Không, cái giống này là kiểu như tường vi đá này. Ừ. Một cây mà lắm màu này á? Không. À đây là nhiều cây. Cây này là màu hồng, hồng trắng này. Đây là tím trắng. À đây là tím trắng này. Kia trắng hẳn. Đây là hồng này. Và đây lại là loại phổ thông tím hẳn đây, đỏ đỏ tím đỏ. Ôi rồi nhiều loại thế nhỉ, hay quá nhỉ. À có loại này còn có nhụy ở giữa vàng ấy, đẹp này đấy. Hồng ngọc mai, bao tiền cây hồng ngọc mai này cô ơi? Mai bác mua đi, cây to đẹp nhất là chỗ này là 250. 250 một cây này thôi. Vâng, có cả cây 200. Có cả cây 200. Cây 150 cũng có, nào bác mua đằng nào. 150 một cây này. Đây loại này là 150 đây. Đâu? Ồ, cây này cây dáng đẹp ấy chứ. Đâu sao nào quay. Quay ngang này. Này cây này có 150 một cây, quay ngang thôi, nhìn cái cây cái. 5.000 ạ. Châu Ba này bảo bà quay ngang cái cây bà cứ mãi nói chuyện ở đây. Đấy này quay này nó nhìn rõ cây dáng lão đây. Đấy bác 40.000. Cây này có 150 à? Vâng, 150.000. Đẹp quá nhỉ. Được cái hấp dẫn đấy. Đây là gian hàng của bà con Tích Giang nhá. Đấy, xã Tích Giang là một xã nghề hoa cây cảnh. Nếu mà mua số lượng tường vi đẹp và những cây hồng ngọc mai rẻ như thế này thì liên hệ với anh qua số điện thoại nào? 0987 411 230. Rồi, chào anh. Rất tuyệt vời đấy. Tôi thích nhất là cây tường vi hoa trắng này này. Hoa hay quá này, cái cây này. Đủ 5 màu hoa. Dạ. À, rẻ mà. Kéo mồm xin được. Đưa cái lên này. Rồi. Và cả những cái chậu hoa sen này. Đẹp không? Và hoa sen lại còn nhiều màu đấy chứ. Sen cạn này bán bao tiền chậu? Sen nước này à? 120 ạ. Sen nước ấy có phải cạn đâu. Sen nước. Trồng trong bùn trong nước ấy chứ. Dạo gì đấy nhá. Đó ạ. Hoa tiếp. Vâng, đi dạo những cái hàng cây bonsai mini cũng khá đẹp đấy các bác ạ. Vâng, một gian hàng mà thường xuyên tôi tiếp xúc đó là những cây bonsai tầm nhỏ để bàn. Cũng khá là đẹp. Tôi để ý đến một cây hồng ngọc mai gốc rất lớn, đang dày đặc hoa đấy. Vâng, quá là hấp dẫn đấy. mùi hoa rất thơm. Vâng, tôi thấy gian hàng anh có hai cây hồng ngọc mai hấp dẫn quá nhỉ. Vâng. Đấy, và cây tiếp theo nhìn cái gốc có đẹp chưa. Một cây dáng trực tự nhiên, dáng cổ thụ. Những cây như thế này thì giao lưu giá bao nhiêu hả anh ơi? 1,5 triệu một cây. Vâng. Hai cây này đều đồng giá à? Vâng, vâng. Vâng, 1,5 triệu là bao ship chưa? À, chưa có bao ship. Vâng, 1,5 triệu bán tại quầy. Vâng, anh đọc chậm số điện thoại, có một cái địa chỉ để anh em chúng ta liên hệ này. À, số điện thoại của em là 0915 024 031. Rồi, vâng, cảm ơn anh. Gian hàng của anh còn gọi là anh Bình Ngân, vừa đọc chậm số điện thoại. Anh có một cây hoa giấy ghép lá cẩm thạch này, đang bùng lụa rất đẹp nha các bác. Cây giấy này giá bao nhiêu anh ơi? 1,2 triệu bác. Và giá 1,2 triệu. Rồi, bà con ta họp cứ chạy theo dọc theo cái bờ hồ. Ở chợ nó tập trung hơn. Ăn rồi, chú đi ăn đi. Tí quay lại đây nhé. Rồi. Vâng, một anh hàng cá cảnh rất là thân quen với người dân chợ Sơn Tây. Đây là một hàng cá mà thường xuyên tôi đi qua. Không có phiên nào mà tôi đến chợ mà tôi không phải dừng chân một chút để ngắm những cái chú cá đẹp. Và bản thân anh rất là niềm nở đon đả với khách, bán hàng khá là chất lượng. Và tôi đang làm một cái hồ nho nhỏ, hôm nào xuống để mua một số những cái chú cá sõi sõi hơn một tí này này, khoảng độ chục chú thôi là có một cái hồ cá đẹp đấy. Kiểu có mưa không đấy? Rồi, chào em. Vâng, những cây xanh quê. Vâng, chào bác. Vâng. Vâng, xin chào bác. Vâng, anh em mình cứ đi chơi vui chợ thế này là thừa sướng nhất rồi. Vừa mới bảo rủ em đi ăn sáng nhưng em bảo em ăn rồi. Vâng, vâng, mời bác. Cây xanh quê, cây xanh lá móng đẹp quá đấy. Vâng, chào cụ nhá. Vâng, chào anh Lục nhá. Vâng, anh trông như là phi công vũ trụ á. Hôm nay đi lượn tìm được cây nào ưng ý chưa? Vâng. Xây xong rồi. Xây xong thành cái hộp cái bể rồi. Ngâm nước rồi. Các cái đường đặt nước là phải tính trước. Vâng, vâng. Sau này cậy là mệt lắm. Ngâm nước rồi. Định là để nó lát sân xong thì làm. Nó có cái mặt phẳng phía ngoài. Đường nước ra nước thoát. Vâng. Đường cho máy ra cho mấy đường? 3-4 đường vậy. Cho nó khuấy đảo. Vâng. Để hôm nào đi, hôm nào nó phải lát sân xong. Lát sân xong tôi mới làm. Chỉ cần đi ống 27 thôi. Ống 27 là ống nào? Ống hút á? Ống đẩy á? Ống 27 là ống nước ra đấy, nước trong đấy. À. Rác thì phải ống khác, ống to hơn. Thế là cái ống mà thải phân cá này phải to hơn chứ. Đó, nó phải tầm 6-70. Rồi. 60 thôi. Ok. Để nó nhỏ. Anh đang thích gốc nào? Anh thích gốc nào? Loại gốc gì? Anh vừa bảo gốc nào đẹp. Anh vừa nói gốc nào đẹp. Gốc này á? Đây á? À, gốc này được cái già thôi. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.